Chị Lộc cũng chào mọi người đi. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ Lộc với Phú chơi trò chơi gì đây? Xe. Chơi đua xe đúng không? Bây giờ mình đua mấy vòng đây? Giờ mình đua hai chục vòng nhiều quá. Bây giờ mỗi người thi 10 vòng nha. Người nào mà thắng thì không có bị phạt hát, còn người nào thua là bị phạt hát một bài nha. Hát bài một con vịt nha. Đồng ý không? Đây là đây là cổng chiến thắng đúng không? Xe nào mà chạy vô giữa cái cổng chiến thắng này á mới được tính thắng. Xe đi vô giữa không có đụng hai cái cột này á mới được tính là thắng nha. Rồi bây giờ ai thi trước? Rồi bây giờ Phú xung phong thi trước đúng không? Rồi từ từ chưa? Bảy đếm 1, 2, 3. Chưa, chưa hai người được. Hả? Chưa hai người được. Hai người thi cùng lượt đúng không? Rồi ok luôn. Rồi hai Phú Lộc, Phú chuẩn bị xe đi. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Rồi vòng 1 thua. Vòng 1 hai xe đã bị loại. Vòng 2 bắt đầu. Chuẩn bị xe. Rồi Lộc Phú chuẩn bị xe. Xe Lộc đâu? Xe Lộc đâu? Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi vòng 2 cả hai bị lại luôn. Mà không ai thắng vòng 2 hết. Rồi vòng 3 bắt đầu. Rồi vòng 3 bắt đầu. Chuẩn bị xe. 1. Chưa. Lộc cầm xe đi. Xe của người nào người đó cầm chứ. Rồi 1, 2, 3. Vòng thứ 3 thì anh Ba Phố là người chiến thắng. Lộc thua rồi. Bây giờ Lộc hát tặng mọi người một bài đi. Rồi lại ghé ngồi cho mẹ đi. Rồi đọc hát cho mọi người một bài đi. Bài một con vịt. Rồi Lộc thua. Đọc hát bài một con vịt đi. Một con vịt sẽ ăn hai con cá. Nó kêu bằng cái tiếng cá. Vịt cá làm xuống nước. Có gì làm gì bơi. Xuống bên bờ. Có cái cây rồi. Hay quá. Rồi cho một tràng pháo tay. Hay quá. Rồi bây giờ học muốn chào tạm biệt mọi người đi. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Rồi.